Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 7148398121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 7148398121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove, 1-800-357-6738. Thảo Yên, Hoàng cho Thùy trở lại với quý khán thính giả. Mới thứ năm vừa rồi và đến cuối tuần vừa qua, bản tin này mới được lan tràn đi khắp nơi, thưa quý vị. Thứ năm vừa rồi, tại trường Đại học Yale, một trong những trường số 1 trên thế giới này, có đến 35 vị tâm lý gia psychiatrist đã cùng tụ tập trong một hội nghị ở Yale. Và họ đưa ra quyết định để gọi ông Trump, Tổng thống Trump, là một người đang mang những chứng bệnh tâm thần vô cùng nguy hiểm. Vâng, quý vị, họ, những nhà chuyên gia về tâm lý và tâm thần, thì họ nói ông Trump là một kẻ paranoid và delusional, bệnh hoang tưởng. Bởi vì họ nói thí dụ, họ nói rằng những cái gì mà ông Trump tweet đưa ra đó là hoàn toàn hoang tưởng, đi xa giờ với thực tế. Thí dụ đầu tiên là số người đến tham gia lễ nhậm chức của ông. So với ông Obama thì ông Trump lại hoang tưởng. Ông nói rằng những người đến là lần đầu tiên trong lịch sử. Những người đến để mà ủng hộ cho ông là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thì đối với họ, chỉ có một cái người tổng thống mà tư tưởng như vậy thôi cũng đủ nói lên cái thần kinh của ông tổng thống này ra sao. Đây là... chúng tôi chỉ lấy đi những dữ kiện để gửi đến quý khán thính giả. Và các nhà chuyên gia về tâm thần này, họ nói rằng ông Trump đang bị bệnh về tâm thần và không thể nào để mà lãnh đạo nước Mỹ được. Họ nói rằng nhóm người tâm lý gia này, họ nói rằng họ có trách nhiệm đạo đức. Họ có trách nhiệm đạo đức để mà khuyến cáo công chúng Mỹ về mối nguy hiểm mà hiện nay ông Trump đang mang ở trong đầu, có thể gây hại đến đất nước này, thưa quý vị. Một trong những người lãnh đạo của các nhóm chuyên gia về tâm lý học là bác sĩ John Gardner, toàn là, và rất nhiều các vị chuyên gia nổi tiếng khác của nước Mỹ đều đưa ra một nhận định tương tự. Thế nhưng thưa quý vị, nói gì thì nói, các cuộc thăm dò vẫn cho thấy rằng là những người mà họ đã từng bỏ phiếu cho ông Trump đó, thì họ vẫn tiếp tục bỏ phiếu, và thậm chí họ nói rằng nếu mà có cho phép họ để đi bỏ phiếu trở lại một lần nữa đó, họ vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông Trump thay vì bỏ phiếu cho bà Clinton. Cho nên những người đã từng ủng hộ cho ông Trump á, vẫn tiếp tục giữ nguyên cái thái độ và cái quan điểm của họ là tiếp tục bỏ phiếu cho ông. Tuy nhiên đây là những gì mà phía các nhà tâm lý gia họ đưa ra, để họ nói rằng nếu mà họ không có khuyến cáo thì họ sẽ cảm thấy họ bất an và họ cần phải làm điều này. Chưa kể đó, thưa quý vị, với vị bác sĩ, tiến sĩ John Gardner, bác sĩ về tâm lý, ông cũng đã thành lập một trang mạng để yêu cầu truất phế ông Trump. Ông nói rằng là ông Trump bị bệnh thần kinh và cần phải remove. Và trên trang mạng này họ đã mang ra những cái bức hình không được đẹp lắm của ông Trump. Thế nhưng chúng ta cũng thấy đó, là cho đến giờ phút này chỉ mới có 50.991 người ký vào thỉnh nguyện thư để mà đòi truất phế ông Trump mà thôi. Vẫn cần tới 24.009 phiếu cần thiết để có thể mà có được cái vận động này gửi đến Tòa Bạch Ốc hay là gửi đến các quốc hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thêm một điểm nữa, trên trang mạng mà change.org đó, thì là có Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ. Xem ra phía Đảng Dân Chủ cũng đang vận động nhiều để mà tìm cách lật đổ ông Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Nghĩa là một khi mà một đảng đứng lên nắm giữ quyền hành ở Tòa Bạch Ốc thì đảng đối lập tìm cách phá bình nhiều lắm. Đó cũng là những gì đang diễn ra hiện nay. Nhưng mà
Những người mà nếu mà chỉ là một cái trường học nào bình thường, mình không nói đây là những nhà tâm lý gia của trường đại học Yale, thưa quý vị. Vâng, và trong khi đó thì có một ông hiện nay đã trở thành cựu thượng nghị sĩ rồi, thưa quý vị, ở Florida. Bởi vì ông này đang hứng chịu rất là nhiều sự chỉ trích. Bởi vì một là ông đã dùng những cái từ ngữ kỳ thị chủng tộc, chửi bới đồng nghiệp. Và sau đó lại tiếp tục bị phát hiện là thuê những cái cô người mẫu của nhà hàng Hooters và Playboy làm việc cho văn phòng của ông vào năm ngoái. Thì đây là ông Frank Attalee, một thành viên của đảng Cộng Hòa, là một cựu thượng nghị sĩ của Florida. Vào tuần trước thì khi mà xuất hiện ở câu lạc bộ thống đốc ở Tallahassee ở Florida, ông này đã xảy ra tranh cãi với hai thượng nghị sĩ khác thuộc đảng Dân Chủ, và hai người này là da màu, và ông Attalee đã gọi hai người này là niggers, là một cái từ rất là xúc phạm đối với người da màu. Chó đen á, vâng. Niggers là chó đen. Và chưa hết, truyền thông địa phương sau đó phát hiện là vào năm ngoái, ông này đã từng thuê một cô người mẫu từ nhà hàng Hooters và một cô người mẫu từ Playboy, và hai cô này được trả gần 2.000 Mỹ Kim với cái chức vụ được ghi trong văn bản là cố vấn cho ủy ban tranh cử của ông. Và dưới sức ép từ các nhà lập pháp ở Florida, ông Frank Attalee mặc dù đã công khai xuất hiện tại một buổi họp báo để mà xin lỗi, nhưng mà rồi vào chiều thứ sáu ông đã chính thức nộp đơn từ chức, thưa quý vị. Bản tin này rất là quan trọng, chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay, và rất tiếc là chúng tôi không có nhiều thời giờ. Một lát nữa sẽ đón tiếp anh Anthony và hy vọng cũng sẽ đưa cái vấn đề này ra để trình bày với anh Anthony. Bởi vì sao? Cũng liên quan đến túi tiền của chúng ta. Cuộc khảo sát cho thấy rằng những gia đình nào mà có khả năng đưa các con em vào trong những nhà giữ trẻ mà tốt thì các em về sau này sẽ trở thành những người làm việc và làm kiếm tiền rất nhiều so với những em mà sống ở trong những cái nhà trẻ nghèo nàn. Và cái điều này đã chứng minh được những trẻ em nào sinh ra từ gia đình nghèo đó ở nước Mỹ này không có khả năng thăng tiến trong xã hội, và cái tỷ lệ nó rất là thấp. Bởi đây là một vấn đề mà hiện nay họ hy vọng đưa ra để kêu gọi cho dù bất cứ một tổng thống của đảng nào cũng nên quan tâm đến cái tình trạng của những người mẹ còn trẻ mà đã có con, thưa quý vị. Người mẹ trẻ có con rồi xảy đến cái tình trạng ly dị nữa đó thì vô cùng khó khăn, vừa đi làm vừa nuôi con. Và trong đầu óc của những người mẹ hoặc là những ông bố, nhưng mà đa số là những người mẹ đó, bởi vì thường đó là mấy ông bố rất là hư hỏng khi mà lấy nhau hoặc là chưa lấy nhau đã có con rồi. Nhưng có những người mẹ mà chưa học xong trung học mà đã có con, thì đây là những cái tình trạng mà sẽ dẫn đến cái thế hệ của các em sinh ra khi mà lớn lên đó là tham gia vào băng đảng này. Rồi vì gia đình nghèo đó các em phải đi làm sớm và bỏ học. Chính vì thế họ nói rằng nếu mà những em này ngay từ hồi nhỏ có những cái chương trình để giúp đỡ cho những người mẹ này có khả năng đưa các em vào nhà giữ trẻ và đi học vào các trường tiểu học tốt đó, thay vì đi vào những trường học nghèo nàn xấu, thì có thể sẽ giúp cho các em khá hơn. Và điều này có nghĩa là các em sẽ có khả năng để tốt nghiệp đại học. Cái vấn đề chính là tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên cũng tùy những xã hội, nếu mà chúng ta nhìn lại cộng đồng người Việt Nam chúng ta thì thấy hoàn toàn nó khác hẳn đi, cũng còn ăn thua các tư tưởng của phụ huynh nữa. Chúng ta để ý thời gian mà những người lượt người tị nạn đầu tiên đến Mỹ này và sau đó kéo dài trong các chương trình HO, thưa quý vị, thì để ý, quý vị để ý thấy các gia đình này quan tâm nhất của bố mẹ. Bố mẹ đi làm cực nhọc để nuôi con và cố gắng đưa con học thật là giỏi. Các em và trong cộng đồng này cũng đã chứng minh điều đó. Chúng tôi nhìn thấy bố mẹ lao động rất là cực khổ, nhưng mà rồi các em thành đạt và tốt nghiệp rất nhiều. Và khi các em tốt nghiệp rất nhiều, bố mẹ không có trông mong là con có một ngày nào đó sẽ nuôi mình. Cái điều đó hoàn toàn khác hẳn với những cái bố mẹ mà sang Mỹ này và lập nghiệp, không bao giờ nghĩ đến chuyện con sẽ nuôi mẹ, bố mẹ cả. Và
cái kết quả cho thấy rằng là trong được cộng đồng người Việt của Nam của chúng ta thành tựu rất nhiều là nhờ các tinh thần của bố mẹ. Cái chuyện mà cái tỷ lệ mà bố mẹ bỏ nhau bao nhiêu thì mình không biết được, nhưng mà riêng với cái cuộc nghiên cứu này đối với cộng đồng người Mỹ đó, vừa gốc Phi Châu và da trắng và kể cả các sắc tộc khác đó, đa số các sự ly dị lên rất cao, trên 50%, và từ đó dẫn đến cái hậu quả các em lớn lên không có khả năng, thứ nhất là phải tự nuôi lấy mình, thứ hai là tốt nghiệp đại học. Và đó là những gì diễn biến trong phần tin tức vào sáng ngày hôm nay. Chúng tôi đón tiếp anh Anthony từ FMG vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn Thảo Yến rất nhiều. Cảm ơn anh và kính chúc quý vị một tuần mới làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.